Dạ, đội hiệp sĩ Nguyễn Thái Bình Dương xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Dạ, trong thời gian vừa qua vẫn rất nhiều các anh các chị các cô chú ở tất cả tỉnh rất xa về để báo tin nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình để đăng tin để tìm người thân. Dạ, đặc biệt hôm nay anh em hiệp sĩ Bình Dương tiếp tục có tiếp nhận một thông tin hai một anh trai và một bé gái rất nhỏ hôm nay cũng ở một tỉnh rất xa. Thì hôm nay về đây báo tin cho anh em hiệp sĩ Bình Dương để ghi hình để đăng tin để tìm vợ của mình. Dạ, câu chuyện nhằm kính mời cô chú anh chị bạn tiếp tục theo dõi hết video này. Dạ, xin phép chào anh trai. Anh có thể anh giới thiệu cho cô chú anh chị mọi người biết được anh họ tên là gì? Họ tên là Phạm Phong Vũ, Dạ, anh năm bao nhiêu tuổi rồi? 50 tuổi, mình nguyên quán đâu anh Vũ? Thành phố Tân An, Long An. Long An ha. Rồi hôm nay anh đi với ai đây? Đây với nhỏ con gái. Con gái anh ha. Dạ, con gái năm nay mấy tuổi rồi? Gần 4 tuổi rồi. Dạ, hôm nay anh cùng với con gái về đây tìm ai? Tôi cũng nghe bên anh Hải kiếm giúp giùm những hộ gia đình tôi đoàn tụ, thì mình cũng lên đây, mình cũng nhà anh em đây cũng giúp giùm giúp vợ mình về giùm. Anh có thể anh giới thiệu vợ anh họ tên là gì? Vợ thì Phạm Thị Kiều Phương, Phạm Thị Kiều Phương. ấp Vợ ấp ấp Hòa Ngãi, xã An Vinh Ngãi, thành phố Tân An, Long An luôn. Còn hai vợ chồng anh cùng quê luôn. Đúng. Vợ anh là năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 38, 37, 38 rồi. Anh 50. Hai vợ chồng mình có đăng ký kết hôn không anh? Dạ chưa. Trời ơi, sao mình không đăng ký kết hôn? Tại mình lo chạy xe, lo làm, không nghĩ tới cái chuyện này, không nghĩ tới xảy ra. Xin chào quý vị các bạn. Thì hiện nay bên công trần đang bán tinh dầu gia truyền của công ty Dạ Thảo Liên. Đặc biệt bên mình đang bán những thuốc về viêm khoang miệng như sâu răng, hôi miệng, viêm lợi, chảy máu chân răng, ê bút chân răng, nhiệt miệng, lấm lưỡi, lưỡi bản đồ, viêm nứt da miệng, viêm abidan, viêm tai giữa, đặc trị các bệnh về lấm móc, lấm caro, trị bỏng, lấm móng tay móng chân, điều trị đều khỏi. Quý vị mua hàng yên tâm, sản phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép và sử dụng. Quý khách mua hàng vui lòng liên hệ theo số điện thoại trên màn hình. Xin chân thành cảm ơn. Anh cho hỏi là hai vợ chồng anh ấy là trước đây anh bắt đầu sống chung với vợ anh là anh đã từng có vợ chưa? Có một đời vợ, đi về vợ rồi. Trước anh có vợ là mấy đứa con rồi? Một thằng trai. Rồi. Thế còn vợ của anh là có con trước đây còn gặp anh là có chồng chưa? Có chồng chưa? Mẹ đứa này. Vợ anh á? Có một đời chồng rồi. Cũng đời chồng. Gọi là hai người ghép lại sống với nhau. Đúng. Có đời chồng là có con chưa? Có một đứa con gái, gái con, lớn. Con riêng ha? Dạ. Dạ, năm nay con anh con gọi con riêng của vợ hiện nay ở mấy ai? Ở chung, ba bốn người ở chung luôn mà. Gọi là hai vợ chồng, một con chung và một con riêng sống chung với nhau. Thì sống hồi lúc đó là có một tuổi mấy thôi. Dạ. Hiện nay là sống tại là Tân An đúng không? Long An. Dạ, là chung một gia đình. Chung gia đình. Là trong đó có cả con chung và con riêng. Đúng. Và hai vợ chồng. Anh cho hỏi là vợ anh làm công việc gì? Rồi năm 2022 thì đi làm công ty bên W. Dạ. Thì qua tháng 2, tháng 3 là nghỉ. Nghỉ tới nay luôn. Là không còn làm nữa. Anh cho hỏi là thu nhập ấy, hai vợ chồng anh có ổn định không? Thì em cái thu nhập thì ổn định rồi, nhưng mà vợ thì cũng có sự ổn định, nhưng mà có cái nó vợ chồng lục đục vì tiền bạc mới xảy ra nông nổi như vậy. Tiền bạc mà thiếu tiền hay sao anh? Thiếu tiền. Thiếu tiền người ta hả? Mình có vay mượn nó làm ăn nhiều mà thiếu anh? Mình thì không có. Vợ? Vợ thì cũng có chút chút mà chứ không được nhiều. Vợ anh sao phải vay mượn? Mình có hàng tháng mình có đưa tiền cho vợ mà vợ thiếu tiền. Tại vì mình không có đưa. Tại vì cái mức lương của mình chạy xe công nhân á là chỉ có chạy một tuần lễ một ngày 200.000 thôi. Ồ. Tại chạy có 16 cây số à. Cái tuần nào mà chạy đêm á thì được 350. Thì đó trong cái phần tiền đó, đó là mình nuôi lương. Đổ qua lương. Thì tiền sáng cái tiền ăn uống của chồng với con là hết trăm mấy rồi, đâu còn nhiêu tiền. Mình mới đổ qua thằng lương, mà lương này mình nuôi đất của người ta lấy thương ta mới cho nuôi. 4 năm về trước là mình không có đất. Cái mình mới người ta lấy thương mình mới vợ qua đây mình nuôi, là mình gầy từ lương con lên gầy lương thành lương bố mẹ. Nó ngày hôm nay cái khoảng một tháng, ở khoảng tháng nữa là ra lương rồi. Mình tính đó, ra lương thì đưa cho vợ một cục. Cho vợ bất ngờ.
Ai ngờ chưa kịp trao một cái niềm vui cho vợ bất ngờ thì vợ đã lên đường bỏ đi. Đúng rồi. Không ngờ. Thực sự ở trong câu chuyện là anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi nhận không một cuộc tình nào giống một cuộc tình nào, mà không thể ngờ rằng được, đúng không? Phải nói là đến giờ phút này mình không ngờ cái gì cũng có thể xảy ra hết anh. Sống với nhau mà không tin nhau thì không được, phải không anh? Mà tin thì đến giờ phút này thực sự rất đau lòng. Tại mình nghĩ cái đơn giản thôi. Mình nghĩ cái đơn giản thôi là mình chạy xe có bằng tiền đó nó không là bao nhiêu thiệt, tại vì chạy một sáu cây số nó quá gần đi. Mình muốn lấy hai bàn tay trắng mình làm lên từ từ, chỉ còn một tháng mấy nữa thôi. Nếu mà bạn tính bán hai bể đường đó, ngoài cả 100 triệu tính đưa cho vợ, mà không ngờ vợ bỏ đi trước ngày mình làm ra, thì cũng có gặp vợ mấy lần rồi, đi tiền mấy lần rồi. Một lần thứ ba là vợ đi lên phố luôn, đi theo người đó lên phố luôn, bỏ hai đứa nhỏ trong nhà trọ, thấy sốt ruột mới bắt nó về. Bỏ một con chung mà một con riêng. Đúng rồi, sốt ruột mới bắt nó về, thiệt đau đớn. Quá thường. Em cũng có quay mấy cái clip để nuôi lương thì mình nói từ đi tiếp. Hồi xưa là tưởng hai vợ chồng đồng lòng, vợ đưa 8 triệu mình đưa 7 triệu là tổng cộng vô 15 triệu, chưa tính tiền các cái trại nữa. Cái trại là tiền mình bỏ ra, dành dụm bỏ ra, thì giữa hai chồng đồng lòng mới không có bằng đất nó, muốn kéo dài hoài ở ở nhà bà vợ. Dần em vợ nó thôi bán đổ bán tháo đi, nó thôi con làm con biết, mới để cho qua 2 năm sau, qua năm thứ ba mới là đem qua bên đám ruộng bên đây mới cày lên thành lương con mình mới nuôi từ từ lên mới thành lương thịt. Thì ngày hôm nay là thành công rồi, thì cũng có gặp vợ nó rồi. Mình thành công rồi mà không có vợ con ở đây mình còn làm cái gì nữa. Bê lắm. Nhớ vợ nhớ con. Thực sự là bây giờ anh chia sẻ một cái câu chuyện ấy, thực sự rất cảm động. Anh em mày nghe rất thương anh. Mục đích chính là mình cũng từ hai bàn tay trắng, đúng không? Đúng, em thấy đấy. Đến với nhau là không có gì. Đúng rồi. Vì vậy cho nên là hoàn cảnh thì cũng phải nói là cũng rất khó khăn, đúng không ạ? Anh thì cái công việc của anh Tại vậy. tài xế mà việc thì nó cũng không ổn định, Đúng rồi. thu nhập thì không được nhiều. Không có nhiều. Đó, vì chính vì lý do như vậy bây giờ anh cũng tạo ra nhiều phương pháp Đúng. để dư số tiền đó mình sẽ tích lũy bằng cách nuôi lươn. Đúng. Đến giờ phút này trong nhiều tháng qua và nó mất nhiều, bỏ rất nhiều công sức và tâm huyết, đúng Đúng không rồi. ạ? Để mình muốn tạo một số vốn nhất định để cho cuộc sống vợ chồng mà hạnh phúc và tốt đẹp hơn, kinh tế tốt hơn. Và anh cũng muốn là tạo một cái gì đó bất ngờ cho vợ. Đúng. Một Một trăm số tiền, đúng không ạ? Rất lớn. Từ mỗi một ngày kiếm thu nhập chỉ có 100 ngàn với 200 ngàn thôi. Mà một thời gian sau, đến giờ phút này có thành quả rồi, đánh đúng không quá ạ? đâu mà không có Quả, vợ của mình trồng cả. cây đến ngày hái quả. Đến giờ phút này này, quả chưa kịp hái. Thì mình ngồi nhìn trái trái thôi nhưng mà vợ thì bỏ đi theo người đàn ông khác. Anh em nghe thực sự rất thương, rất cảm động. Nhưng mà bây giờ thế này, chia sẻ để mà tâm tư một cái câu chuyện của anh ấy, em nghe được, em hiểu được, em cảm thông được và em nhận thức được. Đến giờ phút này phải nói là thực sự câu chuyện vợ bỏ đi thì đi rồi, đúng không ạ? Anh cho em hỏi lại là vợ anh từ khi sống với anh đến giờ phút này là bao nhiêu năm rồi? 16 năm rồi. 16 năm qua. Và đó là một cái cuộc hành trình 16 năm qua là
và nó là một cái tình yêu rất mãnh liệt, đúng không ạ? Ngọt bùi đắng cay, có thể là nhiều khi cũng trong đó thì vui buồn lẫn lộn, có tranh cãi, đúng không ạ? Đúng rồi. Có giận hờn đó. Nhưng đến giờ phút này là đã trải qua và đến giờ phút này thì cũng rất tốt đẹp rồi, nhưng không hiểu lý do nào đó mà vợ anh thay lòng đổi dạ đến phút thứ 99 rồi. Có thể rằng vợ anh chịu không nổi là vì lý do có thể là khó khăn, đúng không ạ? Em nghĩ là như vậy, vì vậy nhân vợ anh có thể là bị một người đàn ông nào đó dụ dỗ đó, mà đã đồng lòng ngỏ ý và có thể là hướng theo người ta. Đến giờ phút này anh mất vợ mà con anh thì mất mẹ. Đến giờ phút này bản thân anh là người khổ nhất, một người đàn ông 50 tuổi rồi. Đúng là em khổ mà khổ nhất. Con bây giờ không bỏ được, vợ anh chấp nhận bỏ đi trước rồi đó, là vợ anh là người thắng cuộc, đúng không ạ? Đúng rồi. Anh là người đang thua cuộc hiện nay. Thua là vì lý do là vợ bỏ đi rồi, mình không đành lòng, mình không dám bỏ con chung cũng như con riêng, và mình không dám bỏ nhà để mình ra đi, đúng không ạ? Bởi vì vợ đã bỏ đi rồi thì làm sao anh dám bỏ hai đứa nhỏ này đi nữa? Thì không có bỏ mới đó. Vì vậy cho nên đến giờ phút này anh phải chấp nhận, phải chịu rất nhiều đắng cay trong cuộc đời người đàn ông 50 tuổi. Có thể là cái cuộc sống hôn nhân của anh trước đây anh đã từng gọi là ly hôn vợ, đúng không ạ? Nhưng có thể là không đau khổ bằng bây giờ. 17 năm qua có thể tuổi đời anh rất trẻ, đúng không ạ? Anh có thể là ly hôn vợ để sống độc thân và đến người phụ nữ khác là một chuyện rất đơn giản. Nhưng đến giờ phút này nó lại không phải giống như ngày xưa. Bởi tuổi đời của anh dù gì đến giờ phút này đã sẽ khác rồi. Sức khỏe của anh không thể giống như trước, đúng không ạ? 50 tuổi nó khác với 30 mấy tuổi, phải không ạ? 32, 33 tuổi nó khác với 50 tuổi. Đó. Vì vậy cho nên bây giờ có thể mình không thể kiếm nhiều tiền và mình không thể nhiều sức khỏe. Và vì vậy cho nên là thực sự rất khó khăn đến giờ phút này phải lui những đứa trẻ. Mà vợ anh hoàn toàn là một người vô tâm, đúng không ạ? Đã có thể là thiếu sự suy nghĩ và thấu đáo, không thương chồng nhiều, mà đến giờ phút này bỏ đi theo người đàn ông khác. Bỏ lại đứa nhỏ ở trong bụng đó mà đi đến trường. Rất thương. Nhưng mà dù gì thì dù. Nhưng mà bây giờ mình lên đây là đi nói nặng nỉ vợ. Hồi xưa 11 năm trước thì vợ có cái chuyện gì đó, chồng mới quýnh vợ thôi. Thì từ 10 năm trở về sau tới ngày hôm nay là không dám quýnh vợ, không dám làm cho vợ buồn. Mình chỉ là cái đồng tiền thôi. Thì cái gì cái vợ chồng xích mích, nó qua nó lại, tha thứ mới sống cả đời được. Còn như mình sống ghi tâm, ghi những cái lời nói trong lòng trong dạ. Rồi sao nó đụng chuyện ra là bỏ đi với người khác. Tội nghiệp thấy đứa nhỏ. Thương quá trời thương. Bây giờ thực sự là anh còn thương vợ dữ không? Dù rõ ràng là vợ anh đi theo người đàn ông khác rồi đó. Nhưng mà anh còn thương dữ không? Còn thương. Thương. Mình thương vì cái tình cảm mình sống với nhau tình quá lâu rồi. Mười mấy năm rồi. Chỉ là hai đứa con gắn quýt với nhau rồi. Thì em khổ thiệt. Nhưng mà mình khổ. Mình cố gắng mình làm. Em thấy trên vẻ mặt của anh ấy, em nhìn thoáng qua là anh có những rất nhiều nét rất buồn. Buồn này ấy, là có thể là sau này ấy, mình có tiền mình vẫn buồn. Anh ạ. Không có vợ, có vợ có con là không bao giờ buồn. Làm cỡ nào làm không biết mệt. Anh không mệt. Đúng nhưng rồi. Trong tâm anh buồn. Trong cái tâm buồn. Trong tâm anh rất buồn. Bởi vì đuôi mắt của anh ấy có một cái nốt ruồi, đúng chưa? Em không phải thầy bài hết á, đúng không? Em nói chuyện rất chân tình. Vì vậy nên bây giờ thôi, đó là số phận con người này. Mình không mong muốn là mình nghèo khó, và mình không mong muốn là vợ bỏ mình hoặc mình bỏ vợ, đúng không anh? Nhưng mà bây giờ thì dù gì dù vợ anh có thể là xa ngã hoặc vợ anh say nắng say mưa ai đó, hy vọng là vợ anh em gái là hãy suy nghĩ lại và quay trở về bên chồng và con của mình. Bởi hiện nay thì hai người cũng đều tương đối lớn tuổi rồi, không phải là mười mấy đôi mươi nữa, đúng không ạ? Không vào cái tuổi trẻ bồng bột nữa.
Nhưng bây giờ thực sự các con rất cần cái tình thương của cả cha cả mẹ. Mà đến giờ phút này tài sản anh chia sẻ như vậy, thực sự em không chê, đúng không ạ? Từ một người hai bàn tay trắng đến giờ phút này sắp chuẩn bị sẽ có một món tiền rất lớn đối với anh. Đúng. Và từ lúc này trở đi có thể là cuộc đời sẽ thay đổi anh ạ, đúng không ạ? Nhưng không ngờ vợ đến giờ phút này vợ tự dưng mà bỏ đi một cách phải nói là như thế này là thực sự rất lấy làm tiếc và rất buồn. Hy vọng là vợ anh hãy quay trở về. Anh có điều nào anh muốn chia sẻ trên video này là hy vọng là vợ anh suy nghĩ lại, vợ anh thương con, đặc biệt thương chồng. Dạ mời anh. Thì ngày hôm nay dắt con lên đây thì cũng nhờ bên nãy cũng nói vợ thôi, vợ về, vợ về vì hai đứa con, vì gia đình. Nếu mà vợ đi á, như vậy những người khác không bằng gia đình của mình quấn quýt mười mấy năm trời đâu em. Thì anh làm bất cứ chuyện gì á, là vì em, vì con, hai đứa nhỏ mình. Chứ anh không có làm chuyện tầm bậy tầm bạ với em từ hồi xưa giờ. Hiện nay nếu em có thâu coi cái clip này thì em về với cha con anh đi. Em mong em trời phạt độ em. Quá thương. Dạ, cảm ơn cuộc chia sẻ của anh. Bé gái cho chú hỏi con tên gì? Hả? Tên Thi Thi. Con tên Thi Thi ha. Thi Thi mấy tuổi rồi con? Con mấy tuổi rồi? Một tuổi nhỉ? Con 4 tuổi. Con 4 tuổi. Con có nhớ mẹ không? Nhớ nhiều không con? Mẹ đi lâu chưa? Ừ. Con yêu mẹ không? Con có nhớ mẹ không? Không nhớ mẹ hả? Mẹ đi đâu? Mẹ đi đâu con? Mẹ đi làm đấy hả? Làm lấy tiền đúng không? Vợ anh đi đến giờ phút này bao nhiêu ngày rồi anh? Gần 2 tháng rồi. Gần 2 tháng trôi qua rồi. Thời gian mới rất dài. Từ hôm vợ anh đi đến giờ phút này anh gặp mặt vợ anh mấy lần rồi? 3 lần. 3 lần. Những lần gặp vậy là mình nói chuyện lâu không anh? Có nói chuyện mà nó cảm xúc nó không còn cái gì để nói luôn. Vợ anh có chia sẻ gì cho anh không? Không, lặng thinh. Vợ lặng thinh luôn. Rồi qua sao là bắt đầu đi nữa, dọn lại đi tiếp. Đi tiếp. Thôi bây giờ này, nếu thực sự anh đã gặp trong vòng 2 tháng qua, trên dưới 2 tháng qua, vợ vì lý do nào đó mình không biết, đúng không ạ? Nhưng đến giờ phút này anh đã từng gặp vợ được 3 lần. Nhưng vợ vẫn nhất quyết không về và tiếp tục về lại bỏ đi tiếp. Không có về. Không về mà tiếp tục đi luôn. Gặp ở nhà trọ đó. Rồi đi luôn. Dạ, anh gặp ở đâu? Anh gặp ở nhà trọ. Bên đâu Bình? Bên Long An. Long An. Long An. Vì vậy cho nên là có thể là em nghĩ rằng anh đã chia sẻ và vợ anh là có thương con không? Vợ anh có nói sao không? Cũng làm thinh. Làm thinh thôi. Bây giờ để mà nói thật ra một câu chuyện thực sự rất khó, nhưng mà thuốc đắng anh ạ thì dã tật, mà sự thật thì thường thường khó nghe, nhưng mình sẽ có thể phải đối diện anh ạ. Nếu vợ anh không về, quyết định không về, anh có nhắm nuôi nổi 2 đứa nhỏ không? Nuôi được nhưng mà rất khó khăn ha. Khó khăn lắm, tại chị chạy xe đêm nữa. Bỏ con thì không đành. 8 giờ tối chạy rồi, về tới nhà tới 11 giờ mấy khuya. Bỏ con không đành, mà chở con thì không được. Không được, mưa gió, một lần thử một lần rồi không được. Rất thương. Anh có gửi con anh được đâu không? Bé kia được nhiêu tuổi rồi anh? Còn một bé đấy bao nhiêu tuổi rồi? Nó 16 tuổi học tới 11 rồi. Ừ. Bé có biết là bây giờ mẹ đi đâu không? Mẹ nó nói là chỉ đi làm thôi. Hiện nay cũng không biết gì luôn. Nhưng hôm nay anh đăng thông tin này lên thì chắc chắn là vợ là con gái riêng của vợ anh, đúng không ạ? Sẽ biết câu chuyện này mẹ đi đâu. Có thể nếu thực sự vợ anh không về, chắc chắn 2 đứa con anh, một con gái riêng của vợ và một con gái chung của anh và của vợ, chắc chắn là cả cuộc đời này sẽ hận
một người phụ nữ, một người mẹ là vợ của anh nếu thực sự không về, đúng không ạ? Bởi vì đến khi đến đó, đến một thời điểm nào đó, vợ anh dù rằng có nhiều tiền của cũng không mua lại được cái tình cảm. Đúng rồi. Vì vậy cho nên hôm nay thì dù gì thì dù anh chia sẻ thực sự anh em nghe rất xúc động, rất thương anh và thương các con của anh. Nhưng em nói thật cũng chúc mừng anh. Đây là một bí mật cuối cái video này em muốn chia sẻ cho anh. Anh đã nghĩ được ra chưa ạ? Anh đang nghĩ là bí mật của anh là gì nhỉ? Anh đang may mắn hơn người khác. Dạ, bí mật, em hiểu. Anh hiểu điều gì chưa? Em đã hiểu. Đòi theo anh. Em hiểu là mấy anh phải kiếm vợ gì của em được. Dạ. Em nghĩ là như vậy. Cái điều thứ nhất ấy, là ở đây anh em Hiệp Sĩ Bình Dương sẽ tìm đủ mọi cách để tìm được vợ, thông tin anh vợ anh bằng được. Dạ, đúng. Và vợ anh đang sống với ai? Dạ, đúng. Thế còn một điều nữa duy nhất, đến giờ phút này anh vẫn may mắn hơn một số anh trai hoặc em trai khác về đây tìm vợ, là anh chưa bán cái số lươn đó anh ạ. Chưa bán. Đây là phải nói lại, em xin chúc mừng anh là anh chưa bán số lươn đó thành công, hoặc anh chưa tới ngày bán. Chưa tới ngày bán, đúng rồi. Nếu đúng ngày đó anh bán mà vợ anh, chắc chắn em nghĩ rằng vợ anh đang theo người ta hoặc quen người ta lâu rồi, không phải bây giờ đâu. Em nghĩ rằng như vậy. Không tự dưng một người phụ nữ mà bỏ đi một cách bất thường, có thể sẽ có tình cảm với nhau rất lâu rồi, nhưng anh không biết. Đúng. Đúng không ạ? Đôi khi anh mải công việc, cho nên là vì lý do như vậy là đôi khi là mình mải cơm áo gạo tiền. Đúng không ạ? Mình không ngờ rằng vợ một ngày nào đó vợ sẽ bỏ đi. Cho nên đôi khi cái tình cảm của mình ấy, dành cho vợ, nó không mặn mà hơn, mà nó cứ đều đều như vậy. Đúng không ạ? Nhưng vợ anh ấy đang gọi là lui một cái giấc mộng là một cái mối tình bên ngoài. Nhưng mà may mắn cho anh là anh chưa bán lươn. Anh mà bán hết số lươn đó anh đưa cho vợ, mà sáng sau vợ anh đi á, đến lúc bây giờ em nói thật với anh là gọi là tận cùng nỗi đau. Không nỗi đau nào khổ hơn mà đau đớn hơn một người đàn ông trao tiền cho vợ mà vợ ôm đi theo một người khác mà bỏ lại con cho mình. Đây là phải nói là may mắn cho anh. Em nên nói thật, đây là khuyên anh một điều chân tình nhất cuối video này. Các anh em Hiệp Sĩ Bình Dương sẽ tìm được vợ cho anh. Còn vợ cho anh, khi vợ anh có chấp nhận về mà nuôi con hoặc sống cùng anh hay không, đó là vấn đề khác nữa. Anh ạ, anh có đồng ý như vậy không? Bởi vì đôi khi là người ta sống với nhau là bằng tự nguyện, bằng cái tâm, chứ không phải sống với nhau bằng thể xác mà tâm hồn không có. Anh nhé. Thôi dù gì dù hôm nay anh cũng đường xá xa xôi, anh về đây thì anh nhờ anh em Hiệp Sĩ Bình Dương thì các anh em sẽ cố gắng tìm đủ mọi cách để biết được thông tin chính thức vợ anh đang ở đâu và làm gì, thì anh em sẽ khuyên vợ anh, có thể là vợ anh sẽ suy nghĩ lại. Em nhắc lại, nếu vợ anh không suy nghĩ lại mà vợ anh không quay trở về mà quyết định bỏ con, chắc chắn là vợ anh sẽ hối hận, bởi vì cuộc vui nào cũng sẽ tàn anh ạ. Sau cơn mưa trời lại sáng. Không có người đàn ông nào mà chấp nhận một người phụ nữ mà đã từng bỏ chồng, mà bỏ cả con của mình, bỏ con riêng, bỏ con chung, sống với người ta, sau này có con nữa thì sao? Đôi khi người ta lại nghĩ mình lại tiếp tục bỏ tiếp. Vì vậy để mà thương yêu thật, em khẳng định mà anh, không có một người đàn ông nào mà đã chấp nhận yêu hoặc sống, hoặc là yêu mãi mãi, hoặc sống trọn đời mấy một người phụ nữ mà bỏ chồng, bỏ mấy đời con như vậy, là không bao giờ có. Vì vậy cho nên nếu như thực sự em gái là xem video này, em gái suy nghĩ lại và em gái quay trở về cùng với chồng với con của mình là một cách tốt nhất có thể, không có gì quý bằng hơn. Bởi dù rằng chồng mình dù rằng nghèo, nhưng cái tình cảm, cái tình thương dành cho mình rất nhiều. Đó, đặc biệt là các con. Bây giờ các bé hoàn toàn là vô tội, đúng không ạ? Chưa hiểu, chưa biết mẹ đang đi đâu. Một ngày nào đó mà mẹ, các con hiểu được, các con lớn lên trưởng thành, các con biết là mẹ bỏ các con từ khi còn nhỏ để theo người đàn ông khác, thì chắc chắn là các con, mẹ có chắt vàng các con không có theo đâu, sẽ mất cả tình thương cả mẹ cả con luôn. Cuộc vui nào cũng tàn thôi, sau cơn mưa trời lại sáng. Vì vậy cho nên là bây giờ vui gì cũng chỉ có nhất thời thôi, đúng không ạ? Không có thể là vui mãi được. Một người phụ nữ mà trên 40 tuổi đầu ra thì đến lúc mà cái niềm vui nó khác rồi,
Bây giờ vợ anh cũng ba mươi mấy rồi, gần 40 rồi. Nếu có vui cũng chỉ vui vài năm nữa thôi, nhưng có thể là sẽ cay đắng cả một cuộc đời. Đúng nghĩ là cay đắng. Đây là những lời khuyên của em dành cho anh cũng như cho vợ anh. Dù gì dù em cũng là xin chân thành cảm ơn cái cuộc chia sẻ của anh rất nhiều. Em xin phép và được kính chúc anh cùng với gia đình, cùng với toàn thể các con anh luôn luôn mạnh khỏe. Hy vọng trong thời gian tới anh cùng với các con anh cùng với toàn thể gia đình gặp nhiều may mắn hơn, không vui à không có buồn như này nữa anh ạ. Mình hãy cố gắng, Không có vợ mới là vui nổi, nhưng không có vợ thiệt là mình không vui, không muốn làm gì được hết. mình cũng phải cố gắng. Anh phải nghĩ rằng trong cuộc đời anh còn may mắn hơn nhiều người khác, vì lý do hiện nay anh đang có công việc không nhiều tiền nhưng vẫn có thể sống được qua ngày. Còn nhiều người có thể là người ta không có chân có tay, anh có thể hình dung thấy chưa, người ta vẫn phải cố gắng sống bằng mọi cách có thể tốt nhất để người ta sống. Đây anh vẫn còn niềm vui, còn hai đứa con hàng ngày đi đâu về còn các con nói chuyện, còn nhiều người không biết nói chuyện với ai, bốn bức tường đó, anh hãy nghĩ rằng điều đó anh ạ. Còn vợ anh quay về hay không về thì những bước tiếp theo mình tính tiếp. Bây giờ cứ cho rằng mình cứ hình dung rằng vợ đi đâu xa mà chưa biết ngày về, nên vì vậy mình đừng nghĩ đến như vậy nữa, để lặng đầu hơn anh ạ nhá. Em nói chuyện như vậy là được không, hợp lý không? Ok nhá. Rồi hôm nay anh về đây, anh nhờ anh em về phía Bình Dương ấy, để ghi hình tìm vợ anh. Anh có đồng ý cho các anh em này đăng tải chia sẻ tất cả các trang mạng xã hội để tìm vợ anh không? Đồng ý. Rồi, những cái thông tin mà anh chia sẻ này, đây có đúng vợ anh không? Đúng rồi mà. Là hoàn toàn đúng sự thật ha. Chưa làm gì kết hôn đâu. Rồi, mỗi chưa cái giấy kết hôn thôi. Ừ, đúng rồi dạ. Nhưng mà có sống với nhau 17 năm qua rồi, Rồi đúng. có con chung rồi đúng không? Đúng. Rồi, em thực sự rất thương anh. Và đặc biệt là rất thương các con của anh. Em thấy anh chia sẻ một cái câu chuyện là muốn làm cho vợ một cái bất ngờ. Không ngờ vợ chưa cái bất ngờ thì đã Đi rồi. biết được cái thông tin mà rất buồn này, đúng không ạ? Rồi, thực sự là câu chuyện này thương quá nhưng mà không biết làm sao được anh nhé. Thôi bình tĩnh ha. Dạ kính thưa cô chú anh chị và các bạn, thì trong thời gian vừa qua anh em hiệp sĩ Bình Dương đã ghi nhận và đăng tải rất nhiều thông tin các anh trai hoặc các chị gái về đây báo tin nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình để đăng tin để tìm người thân. Đặc biệt là rất nhiều anh trai trong thời gian vừa qua về đây đăng tin để tìm vợ, thì các anh em hiệp sĩ Bình Dương đã tìm và ghi nhận rất nhiều các chị em gái hiện nay đã quay trở về cùng với gia đình. Nhưng đặc biệt còn một số chị em gái khác vì nhiều nguyên nhân khác cho nên là hiện nay về nhưng không sống chung. Nhưng hy vọng trong câu chuyện này anh trai này bộc bạch chia sẻ phải nói là tâm sự nghe rất thương. Hy vọng là các cô chú anh chị nếu ai biết được thông tin chính thức người phụ nữ này đang ở đâu và đang sống với ai thì hãy báo tin giúp anh em hiệp sĩ Bình Dương theo số điện thoại 0913 785858. Anh em sẽ tìm đủ mọi cách để khuyên em gái này quay trở về cùng với chồng, đặc biệt với các con của mình. Bởi vì anh trai này dù rằng kinh tế không có, không nhiều, nhưng hiện nay đang ấp ủ rất nhiều gọi là cái tình cảm, cái tâm tư, cái suy nghĩ, gọi là mục đích chính là cho kinh tế phát triển, hai vợ chồng và các con sau này có cuộc sống và hạnh phúc tốt đẹp hơn. Hy vọng là em gái hãy suy nghĩ lại để quay trở về. Dạ cuối video này cho em xin phép được xin kết thúc của cái cuộc trò chuyện ở đây và xin hẹn gặp lại các cô chú anh chị và bạn trong những video tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại.